Cục Quản lý Đường bộ 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông báo cho biết, phà Đình Khao trên quốc lộ 57 sẽ tạm dừng hoạt động từ 18 giờ ngày mai 15 tháng 7 đến 6 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2022 để thay ponton và phao phụ phía bờ Bến Tre. Ông Lê Hoàng Thông, bến trưởng bến phà Đình Khao cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông tại hai đầu bến phà, công tác điều tiết tránh ùn tắc sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa ban quản lý bến phà và các lực lượng công an địa phương. Bến trưởng bến phà Đình Khao cho biết, theo quy định, trong vòng từ 2 năm đến 5 năm sẽ thay bông tông và phao phụ mới một lần, tùy theo tình trạng tuổi thọ của thiết bị phục vụ tại bến phà, nhằm đảm bảo an toàn các thiết bị phục vụ hành khách sang sông được an toàn, giao thông thông suốt.